xin chào các bạn, thì chúng ta lại có duyên gặp nhau nữa rồi. Thì hôm nay mình sẽ là hướng dẫn cho các bạn thêm một cái kiểu cũng là đơn giản thôi, là cái kiểu hình mũi tên ấy ha cả nhà. Đây là những cái hình mũi tên mà hôm bữa mình có hướng dẫn là đang cơ bản hình mũi tên, thì hôm nay mình sẽ là dựng hình lên ha cả nhà. Thì sản phẩm của mình thì nó cũng không được đẹp cho lắm ha cả nhà, tại vì do cái khuôn sắc của nó không được đẹp cho lắm ha, cho nên là mình lên cái sản phẩm nó cũng không có ngay ngắn nữa. Để biết thêm là mình sẽ dựng sản phẩm nó như thế nào thì các bạn hãy theo cái video của mình nhé cả nhà. Thì trước tiên thì mình sẽ đang ngang ha cả nhà. Mỗi lần mình lưu xương là mình sẽ vô là 2 cộng xương, tại vì mình đang nông 2 mà cả nhà. Mình vô 2 cộng xương. Đó, mình cứ vô 222 vậy thôi đi ha cả nhà. Thì cái video mà cái mũi tên của hổm đó mình có dạy đó, thì cái hôm nay mình cũng đang cũng hình kiểu mũi tên đó, nhưng mà mình sẽ là dựng hình lên. Nhưng mà cái sản phẩm này nó cũng không được đẹp lắm, là do mình dựng xương quá khít cho nên nó không có ra hình mũi tên. Các bạn nhìn kỹ thì nó mới ra. Lưu ý thì hy vọng là các bạn sẽ là đề phục, sẽ khắc phục nó ha cả nhà.
nha. Tới cái khúc mà nối thì chúng ta sẽ lưu ý là chúng ta sẽ nhìn là cái hai cái đầu bên đây với hai đầu bên kia là nó phải giống nhau cả nhà. Nói chung là nó so le giống nhau đó cả nhà. Đó thì chúng ta sẽ là cặp hai cái đó, mình sẽ bỏ qua như vậy ha. Thì cái bước làm nó tương tự như vậy thôi ha cả nhà. Thì tới khúc này thì giáp mối thì chúng ta sẽ luồn ha. Thì luồn đó cả nhà, tại vì mình giáp thì bắt buộc mình phải luồn. Mình luồn xong rồi mình sẽ là cắt tỉa gọn gàng, thì thế là sản phẩm của mình đã thành công rồi đó cả nhà, đã hoàn thành cái sản phẩm rồi. Thì mình làm như vậy thì mình luồn cũng hơi khó ha, tại vì nó đã chịu thôi, tại vì mình muốn đan hình dọc thì mình phải chịu khó luồn thôi. Mình luôn như vậy mình sẽ bị gặp những mấy cây sắt á, cho nên nó hơi khó một chút xíu. Thì mình luôn xong thì mình sẽ giấu mối ra cả nhà. Thì mình lỡ là mình làm đứt cọng dây gần cuối rồi, cho nên mình giấu đại luôn. Cả nhà nào mà thì có giấu thì giấu chắc chắc nghe cả nhà, tại vì mình đã là nó bị đứt cái cọng dây cuối rồi, cho nên mình sẽ là giấu tạm thời cho nó dính để mình làm video thôi ha cả nhà.
Kết thúc cái video này thì mình xin chúc cả nhà làm thành công nha cả nhà. Nếu mà cả nhà không biết làm như thế nào thì có thể là một là tìm lại cái video mình hướng dẫn cơ bản đang cái mũi tên, hai là có thể là bình luận ở bên dưới là mình sẽ là hỗ trợ cho các bạn. Ba, còn nếu như mà các bạn muốn học hỏi thêm nữa thì vào nhóm của mình ha cả nhà, thì hẹn các bạn có một cái video kế tiếp. Thì bây giờ thì chúng ta bye bye.